Phần lá thì chúng ta sẽ có hai lá nhỏ và ba lá lớn. Lá nhỏ thì chúng ta sẽ móc như sau. Trước tiên các bạn sẽ lên cho mình 9 mũi móc xích. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Sau đó thì chúng ta sẽ quay lại và móc vào chân mũi thứ hai. Đầu tiên là một mũi móc đơn, sau đó là một mũi nửa kép, tiếp đó là ba mũi kép đơn, mỗi mũi vào một chân. Một mũi kép đơn này, hai mũi kép đơn này, ba mũi kép đơn. Tiếp đến lại đến một mũi nửa kép, một mũi móc đơn. Và ở cái chân mũi cuối cùng này, chúng ta sẽ móc là ba mũi móc đơn vào cùng một chân. Một, hai, ba. Tiếp đến ở cái phần mặt bên kia, các bạn sẽ móc tương tự đối xứng với bên này. Tức là đầu tiên chúng ta móc một mũi móc đơn, sau đó là đến một mũi nửa kép và ba mũi kép đơn, mỗi mũi vào một chân. Một mũi này, hai mũi, ba mũi kép đơn. Tiếp đến là một mũi nửa kép, và cuối cùng là một mũi móc đơn. Vậy là chúng ta đã móc xong phần cánh nhỏ. Các bạn móc thêm một cánh nhỏ này nữa nhé. Chúng ta sẽ móc phần cánh lớn. Phần cánh lớn thì các bạn sẽ lên cho mình là 13 mũi móc xích. Tiếp theo thì chúng ta sẽ móc phần cánh lớn. Phần cánh lớn các bạn sẽ lên cho mình 13 mũi móc xích. 1 Sau đó thì chúng ta sẽ móc vào phần chân mũi thứ hai. Đầu tiên là một mũi móc đơn, tiếp đến là một mũi nửa kép, sau đó là bảy mũi kép đôi, mỗi mũi vào một chân. Một, bốn, năm, sáu, bảy. Sau đó lại đến một mũi nửa kép, một mũi móc đơn. Và phần chân mũi cuối cùng này chúng ta móc 3 mũi móc đơn, mỗi mũi vào, 3 mũi móc đơn vào cùng một chân nhé. 1 này, 2, 3. Sau đó thì mặt bên này các bạn lại móc, tiếp tục móc đối xứng với bên này. Đầu tiên là một mũi móc đơn, sau đó là đến một mũi nửa kép,
Các bạn có thể kẹp luôn sợi dây len thừa này vào đây để giấu cái sợi len thừa này đi. Sau đó là đến 7 mũi kép đôi, 7 mũi kép đơn, mỗi mũi vào một chân. 4 5 6 7 Sau đó là đến một mũi nửa kép. Và cuối cùng là một mũi móc đơn. Vậy là chúng ta đã móc xong phần cánh lớn. Móc phần cuống hoa như sau. Các bạn sẽ sử dụng len màu xanh lên cho mình một vòng tròn ma thuật với 5 mũi móc đơn. Hàng số 2 thì các bạn sẽ móc vào cho mình là mỗi chân mũi là 2 mũi móc đơn. Tổng của cả hàng sẽ có là 10 mũi. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau đó hàng số 3 các bạn móc vào mỗi một chân mũi là một mũi móc đơn. Tổng của cả hàng sẽ có là 10 mũi. 2 3 4 5 Tiếp theo thì bắt đầu từ đây chúng ta sẽ móc lên những cái phần tai của cái cuống này. Thì chân mũi đầu tiên các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Sau đó các bạn lên 1 2 3 4 5 5 mũi bính. Sau đó chúng ta quay ngược lại và móc vào chân mũi thứ hai. 1 4 Tiếp tục móc vào cái chân của mũi, của cạnh của cái mũi móc đơn lúc nãy. Một mũi móc đơn nữa là 5. Sau đó các bạn móc tiếp vào chân mũi thứ hai của cái phần vòng tròn này, một mũi móc đơn. Vậy chúng ta đã được một tai. Tiếp tục chúng ta móc một mũi móc đơn vào chân mũi kế tiếp của vòng tròn, rồi lên 1, 2, 3, 4, 5. Các bạn quay lại vào móc vào chân thứ 2. 1, 2, 3, 4 và vào cạnh này một mũi nữa, 5. Sau đó chúng ta lại móc một mũi móc đơn vào chân mũi kế tiếp của vòng tròn. Vậy là chúng ta đã được 2 tai. Các bạn cứ làm như vậy cho đến hết. Sau khi móc đến phần tay cuối cùng thì các bạn sẽ cắt len.
Tiếp theo thì chúng ta sẽ ráp bông hoa. Thì các bạn chuẩn bị cho mình khoảng 10 sợi nhụy hoa nhựa như thế này. Hoặc bạn nào không có thì có thể sử dụng len màu vàng nhé.